Liên quan đến vụ việc nam tiếp viên hàng không là bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 1342 không tuân thủ việc cách ly làm lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên xem xét xử lý hình sự với trường hợp sai phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên cả nước. Trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua quá trình xác minh ban đầu về thông tin dịch tễ của bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 1342, đơn vị xác định đối tượng này có dấu hiệu vi phạm pháp luật và gây hậu quả nghiêm trọng vì đã làm lây lan dịch bệnh cho người khác. Chính vì vậy, cần xử lý nghiêm khắc bằng chế tài hình sự. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Do sự việc khá đặc thù bởi một số người liên quan đến vụ án hiện đang nhiễm dịch bệnh cần điều trị cách ly, nên cơ quan công an cần thời gian điều tra thêm để có kết quả cuối cùng. Ngoài xử lý các đối tượng vi phạm, việc khởi tố vụ án hình sự lần này còn để cơ quan chức năng phát hiện lỗ hổng nếu có và chấn chỉnh kịp thời để giảm thiểu vi phạm trong tương lai.